16 tháng Giêng năm Tân Sửu thì tiệm mình chính thức bắt đầu khai trương làm lại. Do đó là cái series này lúc trước là trước Tết có lấy về nhà để mình edit tất cả cái video trên cho kênh Bado TV. Bây giờ mới dọn lên lại để mình lắp ráp vào ha, để mình chuẩn bị cho cái khai trương. Máy móc của bụi vô đồ, tại các bạn biết là ở cái tiệm khi mà ở gần đường thì bụi rất là nhiều, mình nghĩ tới 5-6 ngày rồi, do đó sáng lên tranh thủ dọn dẹp căn bản đã xong rồi, bật máy bật đồ lên cũng đã chạy ổn định rồi. Thì khoảng vừa giờ mình cũng khai trương thì tiệm vẫn mở ra làm, bắt đầu từ lúc mà mở cửa là tiệm bắt đầu làm. Thì đầu năm mới cũng Kamado Official xin chúc tất cả các anh chị, các cô chú mà làm trong ngành dịch vụ phụ tô in ấn thì có một năm thật là suôn sẻ. Cháu biết rằng là năm nay năm Tân Sửu nó sẽ gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng chúng ta hãy cố gắng, chúng ta đa dạng dịch vụ để chúng ta cùng vượt qua để phát triển ngành nghề của mình một cách bền vững. Một năm cũ khó khăn đã qua đi, chúng ta đang đón chào một năm mới, năm Tân Sửu 2021 đầy nhiều thách thức đối với ngành dịch vụ phụ tô của chúng ta do tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên vẫn có những niềm vui khi mà năm vừa rồi đã có nhiều mối sẽ hứa hẹn trong năm 2021 này. Mình cũng xin chúc tất cả các cô chú anh chị, tất cả các anh chị đang làm trong lĩnh vực này cũng sẽ kiếm được nhiều mối trong năm Tân Sửu. Và video của kênh Bado TV xin kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong những video tiếp theo trong năm 2021 Tân Sửu này nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.